Truyền thông phòng khám cha tử thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tử thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha tử thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí mới đây đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ cao tuổi tên Nguyễn Thị Đáng, sinh năm 1932, quê ở Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Theo bệnh án, bác sĩ chẩn đoán bà mắc bệnh ung thư não di căn phổi. Khi đến phòng khám, bà phải di chuyển bằng xe lăn. Ngay từ khi tiếp đón, các thầy thuốc và nhân viên của phòng khám đã dành cho bà Nguyễn Thị Đáng sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt như một người mẹ hiền. Họ ân cần dìu đỡ bà Đáng vào phòng khám, trò chuyện hỏi han về tình trạng sức khỏe và lắng nghe cẩn thận những lo lắng của bà. Suốt quá trình khám chữa bệnh, bà Nguyễn Thị Đáng luôn được các thầy thuốc và nhân viên theo dõi sát sao và dành cho những phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe của bà Đáng. Bên cạnh việc hỗ trợ điều trị chuyên môn, các thầy thuốc và nhân viên còn dành nhiều thời gian trò chuyện, động viên, khích lệ tinh thần bà Đáng, giúp bà Đáng cảm thấy an tâm và lạc quan hơn trong cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác, căn bệnh ung thư. Sự quan tâm và chăm sóc tận tình, chu đáo của các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám cha tử thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã khiến cho bà Nguyễn Thị Đáng và gia đình vô cùng cảm động. Bà Nguyễn Thị Đáng chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất may mắn khi được đến hỗ trợ điều trị ung thư tại đây. Mọi người ở đây đều rất tốt bụng và chu đáo, khiến tôi cảm thấy như được ở nhà vậy." Câu chuyện về bệnh nhân nữ cao tuổi Nguyễn Thị Đáng được hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám cha tử thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là một minh chứng cho di nguyện cao đẹp của cố linh mục Chabero Nguyễn Văn Tường, người đã sáng lập phòng khám. Cha Tường luôn mong muốn rằng phòng khám sẽ trở thành nơi chắp cánh cho những hy vọng, mang đến sự yêu thương và an ủi cho những bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những người cao tuổi. Với sự tận tâm và y đức của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên, cùng với truyền thống yêu thương và tôn trọng người bệnh, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đang ngày càng trở thành điểm đến tin cậy cho những bệnh nhân ung thư trên khắp cả nước. Xin trân trọng. Em thì ở dưới Trần Bơm lận, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Trần Bơm. Còn má thì ở cũng Đồng Nai nhưng mà má ở Mãi Phú Cường. Dạ. Má ở với nhỏ em. Rồi giờ má bệnh thì chị em hỗ trợ đưa nhau xuống đây. Dạ má thì ở nhà thì má bị co giật. Xong rồi đi xuống đợt đầu đó là bác sĩ khám là bị khối u não với lại khối u phổi, mà nhiều người lần là bảo là vào bác sĩ can thiệp á, thì bác sĩ bảo là lớn tuổi rồi nhưng mà bọn em cũng không có phải đưa má đi mổ bởi vì sợ già đó, không có sức chịu đựng. Rồi đợt sau này là bị lại thì mới đưa đi xuống Dầu Dây, thì họ chuyển viện đi Thánh Tâm chữa hết co giật xong họ chuyển qua Đồng Nai. Rồi Đồng Nai nó không chữa cái bệnh khối u, rồi phải đưa xuống với bệnh khối u ở ở gì bên 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 kế bệnh viện Ung Bướu mà chi nhánh 2. Rồi họ bảo mổ, rồi chị em không có bằng lòng mổ, tự mẹ yếu quá, xong rồi xin xuất viện. Rồi từ chiều hôm qua đó là chở xuống đây luôn. Và bây giờ chị em cũng hỗ trợ nhau cho mẹ chứ, mẹ chung mà, cũng đâu có để đứa nào gánh một mình đâu. Từ bà có 7 đứa con lận. Dạ, mà còn đủ hết. Bà bảo là phải cố gắng, tự bà nói. Bà bảo bây giờ thầy biểu làm sao mình làm như vậy. Em cũng làm rau rồi mình làm như vậy.
ăn cháo mấy tháng nay mà. Là vô đây là thầy không cho ăn cơm đâu đó. Chỉ ăn gạo lứt đó thôi. Ăn cái gì vậy thì ăn. Dạ. Má cam kết nghe, má không rồi ăn cơm đó. Má không có kén lừa gì đâu. Dạ. Thấy rồi đó. Má mà đòi ăn cơm là thầy không có chữa đâu. Giờ không có đòi nữa. Bà quyết tâm. Con thấy không? Ăn Tết ăn gì? Kho thịt nầu nầu má cũng không ăn gì đâu. Không có kén ăn. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Được Chúa trên các vỉa hè,
trên đường phố trương, trong quán chợ chiều. Hàng ngày con gặp được Chúa, con thấy vui hơn, con thấy yêu hơn, đời không lạc lối. Hàng ngày con tìm gặp Chúa, chia sớt ngọt buồn, san sẻ áo cơm, sưởi ấm lòng người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài. Lời Ngài con không dám quên, yêu Ngài là yêu anh em. Hằng ngày con gặp được Chúa nơi bác công nhân, trong bác nông dân ngày đêm miệt mài. Hằng ngày con gặp được Chúa trên các nẻo đường, ông bà mến thương, em bé đến trường. Hằng ngày con gặp được Chúa khi đám tang qua, em bé sinh ra niềm vui tràn ngập. Hàng ngày con gặp được Chúa trong xóm nhà nghèo, tiêu biểu sắc sơ bình an phận người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài. Lời Ngài con không dám quên, yêu Ngài là yêu anh em. Chúa như ánh dương lên, chim hót hân hoan, ngày vui khởi đầu. Hằng ngày con gặp được Chúa khi đến nhà thờ, chuông chiều thiết tha như tiếng gọi mời. Hằng ngày con gặp được Chúa khi ánh trăng soi đưa lối con đi, màn đêm phủ đầy. Hằng ngày con gặp được Chúa trên ánh điện đường, yên niềm phố đêm buồn vui phận người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân chính yêu Ngài. Lời Ngài con không dám quên, yêu Ngài là yêu anh em. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài.
Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.